Mà bọn phụ ngày nay cứ dân thơ tập bỏ học nhắm cho mùi đằng sạch chụp bay tròn ngào nóng là bịp nghề nghề tại mà đòn hai vị thi thơ cứ nghề sưu khăn lăng mảnh tên cứ chơi tập bốn nâng cứ dân dọc thẩm xo so, tầm có hôm có đôi chìa mà tê hôm mà tê kêu nâng đã trâu tập nông tê linh vật ở vừa lăng chung ngôi chung ngành chắc mèo. Và tôi bị dân lên mà sử dụng mất đại bọn phụ ngọt nè khờ nha cứ vì chập đam lăng có hôm hay cứ dân chập đam dọc khử tầng ọt nâng dô tật đã cần cả bán đứng mơ có bọn phụ ngọt nè trong bọc bán đại bản tay ngày nay cứ nhóm cần tầm mong ở vì mặt là ồ hay mẹ tập học cứ nhóm phở phết nâng á. Cho bọn phụ ngọt nè ai lây lọc tập học nâng tam cho nổi chặt bàn hay bởi to mà tiện nâng cư dân chập đàm đã có thân nọ nâng mà sập hía hay cả đôi chìa mà sai sụp với nâng bóng bóng ọc nịa đã tam cho nổi chặt đôi khỉa nâng trong cây kê bóng phận nâng cư dân đại khổ chứ má cư dân lây lọc tam cho nổi chặt đại dân chỗ chặt riêng riêng khuôn bởi to bị dân cho bạch buôn phèm trên đất ấy chân má dân chập đàm phơ ca chọt bụt tông ở lọc ở nè nơi ở viêm mặt chân chân tay chân cư tập học nâng chân ngang những ghế nâng cư dân chập đam còn lọc chân mắt đầm bê ở khử tập ăn nâng bị trôi chiếc khe bàn lò chân ngang bóng ôn hay bị tò mắt cư dân chập đam chạy trâu tập nông chan chui chân ma ôi bóng ôn nơi còn để dân mơ rụp riêng tập học bao giờ nâng còn dân đằng tha rồi chuyện nâng cư một rồi giờ là mỏng hay sao mẹ tập học này ha cư dân nhâm cho mùi ấy cái thời đại bóng ôn mình tha thầy ăn mình tha sẽ chụp bay cho ngao ấy cư trời tập ăn mong một tay ngày nít cư nhâm nhâm cho mùi nâng sẽ chụp bay cho ngao à lỡ dân chập đam dân sạt dân mau hay dân chập đam đã sẽ chụp bay cho hay đôi chỉ tật bỏ học đại dương khom prăng thưa vơ bánh mình nâng mao dương đã sỏi bị lời nâng mao hay dương chập đam vịt chập hay đã châu tật nông mọt nhâm tật pia lư tật chọc chẳng mao ôi nhà bị thay chiết nhẹ mong cha hai sự mẹ bị thi thưa tật học bao giờ ngay ní cứ nghe nghe nâng rồi rồi tạm đòn chẳng ông con bao bồn ông nghe sự mẹ cam mơ bị đau bị đam rồi hốt đã chập hay complete âm nhẹ bay rồi bị đông phân nè ông con bye bye.